Kính thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề hối hận. Tuyết Già rất là hối hận, cho nên Tuyết Già lên đây xin chia sẻ với các bạn. Hồi xưa là Tuyết Già đi đồng nhi, cho nên Tuyết Già thuộc rất là nhiều kinh. Mà có cái câu, những cái câu kinh mà Tuyết Già học thuộc đó là Tuyết Già đọc hoài luôn. Mà Tuyết Già cũng hiểu, nhưng mà cái hiểu của Tuyết Già đó không có được rõ lắm. Hiểu giống như là mình còn hiểu, nó còn trẻ, còn non, chưa có hiểu rõ ràng đó các bạn. Nhưng mà bây giờ á, khi mà Tuyết Già đã hiểu quá rõ rồi thì Tuyết Già rất là hối hận. Cho nên Tuyết Già lên đây xin chia sẻ với các bạn còn trẻ hơn Tuyết Già để còn kịp đó các bạn. Chứ Tuyết Già bây giờ thì phải nói là không có còn mà kịp nữa, rất là hối hận. Cũng tại hồi xưa mà mình không có được thông minh, không có được hiểu biết, không có được sáng suốt, cho nên mình không có hiểu tới những cái lời kinh của những đấng thiêng liêng đã dạy bảo mình. Thì trong cái bài kinh có cái câu là lo danh vọng hao mòn thân thể, ham làm giàu của đệ bằng non. Thì Tuyết Già nói là chắc là lo danh vọng hao mòn thân thể là thì mình đi làm rồi mình mệt mỏi á, rồi cái thân thể mình nó mệt mỏi đó. Các bạn thấy Tuyết Già khờ không? Mà Tuyết Già đọc hoài luôn cái câu đó, cứ nhẩm tới nhẩm lui hoài luôn vậy đó, mà cũng không có hiểu gì hết luôn, cứ hiểu vậy đó. Rồi ham làm giàu của đệ bằng non, rồi cứ nghĩ là chắc là mình là ráng làm cho có tiền thiệt là nhiều, cái của nó bằng cái núi luôn vậy đó. Trời ơi, cái này cái còn khờ ác luôn các bạn. Cho nên Tuyết Già nói thật, cái này là nói thật nha. Tuyết Già không phải nói đùa đâu. Tuyết Già hối hận á, rồi bây giờ là Tuyết Già thấy rất là hối hận. Ham làm giàu của để bằng non, một mai nhắm mắt đâu còn, đem vàng chuột mạng đổi lòn, đặng chăng không có được. Thì nghĩ là một mai nhắm mắt đâu còn, thì mình nghĩ thời xưa Tuyết Già nghĩ thì nhắm mắt thì nó không có còn. Hồi xưa công nhận là hồi xưa khờ lắm các bạn ơi, không có internet, không có gì hết luôn. Cứ ba mẹ cứ dạy mình là niệm Phật đi con, rồi tu đi con, rồi cứ vậy thôi à. Rồi mà Tuyết Già lại thích đọc kinh đó. Rồi cái bắt đầu mấy Tuyết Già cứ nghĩ mấy cái câu kinh này không có hiểu một cách giống như là ngây thơ đó các bạn. Cho nên hôm nay Tuyết Già rất là hối hận. Bây giờ bắt đầu mới hiểu, hiểu một cách chính xác này các bạn. Lo danh vọng hao mòn thân thể, ham làm giàu của đệ bằng non. Các bạn có thấy rằng ai trong chúng ta cũng mắc cái lỗi này, mà bị vướng vô cái câu này là như thế này. Mình cứ lao đầu vô cái chuyện danh vọng, rồi nhiều khi mình làm mình mất sức, mình té xỉu luôn á các bạn. Có những lần mà Tuyết Già làm á tại Nhật Bản nè, Tuyết Già làm xong rồi Tuyết Già xỉu mấy lần luôn á. Xỉu nhưng mà nó mệt xỉu chứ không phải mình bệnh xỉu. Cho nên xỉu cỡ nửa tiếng nửa ngày rồi lấy lại sức, xong rồi làm nữa. Mà mình không phải là mình ham làm giàu, mà tại vì mình vô cái bánh xe của luân hồi tạo hóa. Cho nên hả, tạo hóa sanh ra con người là giống như trên trần gian này, rồi mình chạy theo giống như là vật chất xa hoa, rồi cái bánh xe luân hồi này cứ chuyển mình hoài mà mình không có biết. Rồi mình nghĩ rằng phụ nữ là phải lấy chồng, đàn ông là phải lấy vợ, rồi có con, rồi sanh con, rồi nuôi con đó. Mà nuôi con thì mình lo cho con ăn không nói gì, mà mình phải có nhà, có cửa, có nhà lầu, xe hơi, hộp xoàn. Rồi mình phải có những vật chất để mình đua đòi, mình bằng chị, bằng em. Ví dụ như mình đi ra đường mình nghèo hơn người ta, sợ người ta khinh mình đó. Cứ vậy mà chạy theo làm hoài luôn. Thì cái câu này bây giờ mới thấm với Tuyết Già. Cho nên Tuyết Già mới cảm thấy rất là hối hận luôn. Là lo danh vọng hao mòn thân thể. Mình lo cái danh vọng á, mà mình chạy theo cái danh vọng mà đến đổi cái thân thể mình hao mòn, bệnh tật nè, đủ thứ bệnh hết. Rồi
chẳng may mình bị một cái bệnh nền, bệnh tiểu đường hay huyết áp hay gì á, là hiện nay bây giờ là dịch bệnh á, là rất là sợ bệnh nền đó các bạn, đúng không? Rồi thêm cái câu là ham làm giàu của để bằng non. Ai trong chúng ta cũng muốn là giống như là làm sao phải có tiền thật nhiều để cho vợ con mình sống sung sướng. Rồi cái người phụ nữ cũng vậy nữa, cũng cố gắng khi chồng làm tiền đem về mình cũng phải ráng tiết kiệm để dành cho con ăn, rồi cũng để dành sắm sửa trong gia đình mình. Rồi hai vợ chồng cùng nhau lo lắng đó, mà hai vợ chồng cứ chạy đua theo hoài. Rồi xong rồi nghĩ là một mai nhắm mắt đâu còn, là hồi xưa là Tiết Già nghĩ khác, rồi bây giờ là Tiết Già mới nghĩ chính xác. Cái kỳ này là cho Tiết Già nhìn thấy rất là rõ luôn, một khi đã nhắm mắt rồi là đâu có còn cái gì đâu. Mà tại sao mà mình hối hận luôn, mình bỏ ra cái công sức mình từ hồi còn trẻ mà mình làm tới già. Rồi có người thì được cái ngôi nhà, có người thì cả đời không xây được cái ngôi nhà, cả đời không mua được chiếc xe Honda. Rồi có người quá giàu luôn, mấy cái công ty luôn, mười mấy chiếc xe hơi luôn chứ đừng nói một chiếc. Rồi một mai nhắm mắt có còn không? Không có còn, rất là hối hận. Rồi cái lúc này nè, các bạn thấy chưa? Cái lúc này là cái lúc mà đem vàng ra để chuộc cái mạng sống của mình. Đó, khi mà một nhà tỷ phú khi vướng vô bệnh rồi thì dù có vàng mà chất đóng đi nữa cũng không có cứu nổi nữa. Tự vì cái bệnh đã vô rồi là chỉ có trời cứu thôi, số phận là do trời thôi. Nhưng mà những lời kinh mà thánh hiền, những lời kinh mà Đức Phật ơn trên đã chỉ bảo cho mình, mà tại vì mình không có chịu để ý, mình không có chịu nghĩ sâu xa ra, cứ nghĩ giống như Tiết Già vậy, nghĩ nó ngang ngang vậy, nó quá là bình thường. Mà bây giờ mới thấy là rất là hối hận. Mình làm cả cuộc đời luôn, rồi khi mình già vậy nè, các bạn thấy không, như Tiết Già vậy nè. Bây giờ mà Tiết Già đặt ra một cái ví dụ nè, Tiết Già mà bệnh xuống cái có ai lo Tiết Già không? Không, không có ai lo hết trơn luôn. Rồi con cái á, thì gái thì đi lấy chồng, trai thì đi lấy vợ, con trai con gái mình phải đi xa hết quê hương, 100, 1 tỷ, 1 ngàn cái gia đình mới có được một người con gái, một người con trai mà kiểu như là sống chung với cha mẹ. Mà sống chung với cha mẹ rồi, cái người con dâu, người con rể, người con ruột đó có hiếu thảo không? Hay là Tiết Già nhiều thế mà cho bà già ăn cơm mà chửi lên chửi xuống nữa đó, các bạn thấy không? Rồi thân mẹ già, thân cha già mà bỏ ra lo danh vọng đến hao mòn thân thể, khi trở về già rồi mình không có được cái gì hết luôn, các bạn ơi. Tiết Già rất là hối hận. Phải chi mình biết trước như vậy á, là mình buông bỏ hết đi, rồi mình tu ví dụ như là mình tu tại gia cũng được. Tại vì mình đã lỡ lập gia đình rồi, không lẽ như mình bỏ chồng, bỏ con, bỏ vợ, bỏ con thì mình vẫn giữ vợ, giữ con, giữ chồng bình thường, rồi mình tu tại gia để mình không có hối hận như Tiết Già ngày hôm nay. Đó, các bạn thấy không? Mình thiếu cái đường tu mà khi dịch bệnh đã tới rồi, không có ai cứu mình, trong khi hồi xưa mình làm vất vả gian nan, rồi mình bỏ cái cũng như là cái thân thể mình bệnh tật mà mình cũng không có cần thiết làm đến nỗi xỉu luôn, sợ con mình đói đó, rồi ráng làm. Rồi bây giờ mình nằm á, mình nằm mà mình hả co ro cúc rút giờ cũng không có một người con nào để đến chăm sóc mình. Các bạn thấy là mình rất là hối hận không, mình vô lý không? Thì Đức Phật dạy cho chúng ta rằng là trần gian là cõi tạm. Mình đã có mặt trên trần gian này thì mình đã cảm ơn trời Phật để cho mình có một cái báo thân này, để mình nương tựa, để mình đến một cái con đường tu học, một cái con đường tu sửa tấm thân để mình chuyển kiếp, chứ không phải đến mặt trần gian này để mình lo danh vọng chi cho nó hao mòn thân thể, rồi mình làm giàu chi cho nó cụ để bằng non vậy. Rồi khi mà mình mà bị bệnh dính vô rồi á, là mình nằm chèo queo một mình luôn. Mà lúc trước không có bệnh á thì con cháu còn lợi thăm được, còn bây giờ nè, các bạn thấy không, rõ ràng chưa, là mình bệnh nằm chèo queo, không ai thăm mình hết. Rồi thì bây giờ là mình chỉ có còn một cái con đường duy nhất là con đường về đất Phật.
Thì Tiết già rất là hối hận, cho nên Tiết già chia sẻ các bạn nào mà có một cái tính mà hối hận giống như Tiết già thì mình bây giờ mình tu cũng như là gấp rút để cho cái cuộc đời của mình mà khéo lại những cái hối hận vừa qua, chứ đôi mình buông bỏ, mình buông ra tất cả những cái gì mà mình bỏ cái cuộc đời, cái xác thân mình như thế này mà mình không có sợ gì hết bệnh tật, để mình lo cho một cái gia đình của mình để được đổi lấy hai chữ hạnh phúc. Mà hỏi các bạn ở đây, các bạn thấy có người nào được hạnh phúc không? 100 gia đình, 1.000 gia đình, 1 tỷ gia đình, chỉ có một gia đình được hạnh phúc, còn nhiêu toàn là giận hờn rồi tranh chấp rồi đủ thứ hết. Hoặc là còn trẻ thì yêu thương nhau, vợ chồng yêu thương nhau, mà khi già rồi thì vợ chồng lại sanh tâm, nó đủ thứ chuyện xảy ra hết đó, để cho chúng ta thấy rằng rất là hối hận. Khi mà bây giờ cái năm nay mà dịch bệnh nó tới như thế này là Tiết già càng hối hận thêm nữa. Tiết già suy nghĩ rằng bây giờ mà mình làm cho có thiệt nhiều tiền như nữa cũng đem vàng cũng không chuộc được cái mạng của mình, cho nên Tiết già hối hận quá. Mà bây giờ Tiết già tu tinh tấn lắm các bạn. Tiết già sáng ngủ dậy là nghĩ có gì ăn không, để no, để nuôi cái thân mình đó, để ăn cho nó no, rồi xong rồi mình hả chia thời gian ra để mình niệm Phật, mình tu tập, mình đọc chú Đại Bi và mình đọc kinh. Nó cứ vậy rồi xong rồi cứ sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối. Bây giờ Tiết già là rất là hối hận. Nếu như mà các bạn nào á mà còn bằng tuổi Tiết già mà thấy á, Tiết già nói như vậy có đúng không? Thì dù cho các bạn bây giờ mà đang mà cũng như là sống một mình rồi khổ sở nè, rồi cảm thấy rất là chèo queo luôn á, là các bạn thấy không, là mình niệm Phật đi các bạn, rồi mình ăn chay đi các bạn, để mình tìm về đất Phật. Chứ bây giờ mà mình còn suy nghĩ mà mình lo danh vọng đi nữa là cái thời này không có còn hợp nữa, chỉ có hao mòn cái thân thể mình thôi. Nói thật luôn các bạn, giờ ha hối hận dễ sợ luôn. Nếu biết trước gì hồi đó đi tu cho sớm, chứ mình gây ra chi rồi mình tạo chi, mà không lẽ giờ mình bỏ, đúng không các bạn? Thì mình phải ráng lo cho tròn đó. Cho nên Tiết già có một cái nguyện vọng hồi xưa, là Tiết già nói một ngày nào đó con của Tiết già lớn lên đã lập thành gia thất rồi thì Tiết già đi tu, đó là nguyện vọng của Tiết già cũng được tội nguyện như ngày hôm nay đó. Thì con cái của Tiết già bây giờ đã lập gia đình hết rồi, thì nhiều khi mình thấy như vậy á là mình cũng nói thôi mình thấy khổ quá buồn quá, nhưng mà mình nhờ cái chữ tu đó các bạn, cái chữ tu cho nên hả mình cảm thấy không có buồn đó. Như Tiết già đó các bạn thấy không, Tiết già cười hoài hả, nhưng mà nói thật với các bạn nha, cười là cười với các bạn thôi á, chứ buông ra là nước mắt nó tuôn rơi luôn. Tại vì các bạn biết sao không, các bạn thấy hàng ngày luôn, lần nào mà Tiết già mở ra mà Tiết già thấy khiêng đi là bắt đầu nước mắt Tiết già đã rưng 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 rồi, mà lén úp vô trong 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 cái chách mà khóc quá, chứ không có dám mà quay ra, sợ ông xã nhìn thấy, nói ủa sao con nhỏ này nó kỳ vậy, bà này bắt kỳ, tự nhiên sao mà nước mắt cái đâu mà bà tuôn tuôn ra vậy đó. Tiết già cũng như là mềm yếu lắm á các bạn, nhưng mà tại vì Tiết già biết tu cho nên Tiết già nói là tất cả trần gian là cõi tạm, cho nên Tiết già phải nở nụ cười để sống. Hôm nay Tiết già chia sẻ về chủ đề hối hận là để muốn cho các bạn cùng với Tiết già mà để mình bớt lo cái danh vọng, bớt bơ lo cái danh vọng lại. Tại vì cái danh vọng không có thể nào chuộc được cái mạng sống của mình, mà mình phải lo cái sức khỏe. Thì các bạn mình cũng đi làm mà làm ít thôi, làm vừa đủ sống thôi, chứ giờ mình ham làm giàu đó rồi của để bằng non luôn đó. Hồi xưa thì mình làm mình muốn nhà lầu xe hơi thật là nhiều, giờ các bạn thấy rõ như ban ngày không? Chỉ cần á bệnh mà nó dập vô người thôi là 1 tuần 2 3 ngày gì không biết thời hạn, không cần biết bao nhiêu mà rất là nhanh rồi mình ra đi. Ra đi xong rồi các bạn lúc đó là coi như là cái hồn mà lìa khỏi xác rồi, thì lúc đó các bạn càng hối hận thêm nữa, là tại sao mình đến trần gian này mình không tu gấp
để bây giờ mình cái đường về đất Phật mình rất là xa xôi đó các bạn thấy không. Cho nên Tuyết Già học biết nhiều, chia sẻ với các bạn nhiều. Các bạn nào có duyên với Phật Pháp thì cùng với Tuyết Già mà ráng cố gắng ăn chay niệm Phật, tu tập trì chú nha các bạn, để cho mình tránh khỏi cái khổ đau nơi cái trần thế. Video Tuyết Già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn gần xa rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.